Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam California, 16.12 miền Bắc California và Galaxy 19 cho toàn tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Sứ ngôn viên Trang Lương và Bảo Khanh xin thân ái kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy đi qua phần điểm tin. Người Cuba xếp hàng dài chờ mua xăng. Khán giả đài truyền hình Nga bỏ việc để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Lãnh tụ đối lập Nga ông Navalny bị kết án 9 năm tù, luật sư biện hộ bị bắt. Pakistan đề nghị Trung Quốc và các quốc gia Hồi giáo trung gian hòa giải cuộc chiến tại Ukraine. Thủy thủ của Ukraine chặn du thuyền của Abramovich tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đến với bản tin đầu tiên ngày hôm nay, người Cuba xếp hàng dài chờ mua xăng sẽ do sứ ngôn viên Bảo Khanh trình bày. Xin mời quý vị cùng đón xem. Kính thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên của buổi trưa ngày hôm nay đã cho biết là người dân Cuba xếp hàng dài chờ mua xăng. Người dân đã phải xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ tại các trạm xăng ở thủ đô Havana của Cuba vào hôm thứ Hai, sau khi báo chí tại địa phương đã đưa tin cho hay là nhiên liệu đã bị thiếu hụt trầm trọng, trong khi đất nước đang diễn ra một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng kéo dài. Gabriel Quintero là điều phối viên chương trình cứu trợ của chính quyền tỉnh Mantazas đã nói rằng việc phân phối khẩu phần đã được thực hiện tại đây từ hôm Chủ nhật, đổ lỗi cho sự gián đoạn hệ thống cung cấp. Quintero cũng đã cho biết công ty nhà nước Transcopec đã cung cấp nhiên liệu cho các trạm xăng khắp Cuba, chỉ phân phối xăng cho 62% xe vận tải giao hàng. Tin tức về việc phân chia khẩu phần nhanh chóng đã lan truyền tại Havana, nơi dân chúng đổ xô đến các trạm xăng để tranh nhau mua nhiên liệu còn lại vào hôm Chủ nhật, làm cho lượng xăng dầu và dầu diesel bán tại các trạm ở Havana vào hôm thứ Hai xuống thấp kỷ lục. George Baez, 53 tuổi, là công nhân đã xếp hàng dài gần một cây số, gần 5 tiếng đồng hồ để đổ xăng chiếc xe mô tô thời Liên Xô cũng đã cho biết là tình trạng trên cứ 3 tháng thì lặp lại một lần, đã trở thành vấn đề không bao giờ được giải quyết. Giới chức thẩm quyền ở Cuba trước đây cũng đã cho rằng lệnh cấm vận kéo dài hàng thập niên của Hoa Kỳ và lệnh trừng phạt nghiêm khắc gần đây dưới thời cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã làm hạn chế nhiên liệu nhập cảng của hòn đảo này. Du lịch, nguồn thu ngoại tệ chính cũng đang vất vả phục hồi đã khiến cho đất nước Cuba không có tiền mặt mua thực phẩm, nhiên liệu, thuốc men, nguyên liệu thô và các loại phụ tùng. Ký giả đài truyền hình Nga bỏ việc để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Zana Agalakova là ký giả đài truyền hình Channel One do nhà nước Nga kiểm soát hôm thứ Ba đã quyết định nghỉ việc để phản đối chính phủ Nga tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Agalakova làm việc tại chi nhánh Channel One ở Paris, tuyên bố tại cuộc họp báo ở thủ đô nước Pháp rằng băng tần đài truyền hình Nga được sử dụng để quảng bá đường lối xâm lược của Điện Cẩm Linh và giới chức thẩm quyền Nga đã bóp nghẹt tiếng nói của các phương tiện truyền thông độc lập nhiều năm qua. Agalakova dự đoán giới chức thẩm quyền Nga sẽ sa thải bà, tuyên bố không làm việc cho ai ngoại trừ lợi ích của đất nước. Đầu tháng này thì Marina Ossianikova là biên tập viên của Channel One đã xông vào trường quay của đài ở Moscow đang phát sóng để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Marina Ossianikova hy vọng sự biểu lộ ý chí của mình sẽ mở rộng tầm mắt của người Nga đối với hoạt động tuyên truyền của nhà nước. Nguồn tin khác cho hay là ký giả Nga là Dmitry Muratov cho biết muốn bán đấu giá huy chương Nobel Hòa bình năm 2021 của mình để gây quỹ giúp người tị nạn Ukraine. Muratov hồi năm rồi đã chia sẻ số tiền thưởng giải Nobel cho các tổ chức truyền thông độc lập, trại tế bần ở Moscow và chăm sóc trẻ em bệnh cột sống. Lãnh tụ đối lập của Nga là ông Navalny đã bị kết án 9 năm tù giam, luật sư biện hộ bị bắt. Cảnh sát của Nga vào hôm thứ Ba đã bắt giam hai luật sư biện hộ lãnh tụ phe đối lập, người chỉ trích Điện Kremlin là ông Alexei Navalny, nhiều liền sau khi thẩm phán chủ tòa của phiên tòa đã kết án ông 9 năm tù giam về tội gian lận và coi thường tòa án.
các luật sư là Olga Mikhailova và Vadim Kubiev đã cho biết là ông Navalny sẽ kháng cáo quyết định này. Ông Navalny thường xuyên chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin vào hồi năm rồi, đã bị kết án 2 năm rưỡi tù giam và vì đã vi phạm lệnh ân xá trong khi đang hồi phục tình trạng sức khỏe sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh Novichok mà ông đã đổ lỗi cho Điện Kremlin. Ông Navalny cũng đã bị buộc nộp phạt là 1.2 triệu rúp, tương đương với khoảng 11.500 Mỹ Kim. Trước khi bị bắt giam, thì ông Navalny là một lãnh tụ phe đối lập chính của Nga, và nhóm của ông thường xuyên công bố kết quả các cuộc điều tra về sự giàu có của chính giới của Nga đã thu hút hàng triệu người lượt xem trên YouTube. Trên Instagram, ông Navalny đã tố cáo cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine và đã kêu gọi người dân Nga biểu tình bất chấp bị bắt. Đã có hơn 15.000 người đã bị bắt khắp nước Nga vì tham dự các cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến tranh ở Ukraine. Pakistan đề nghị Trung Quốc và các quốc gia Hồi giáo trung gian hòa giải cuộc chiến tại Ukraine. Thủ tướng của Pakistan là Imran Khan hôm thứ Ba đã đề nghị Trung Quốc và các nước Hồi giáo làm trung gian giảng hòa cuộc xung đột Nga-Ukraine để hướng tới thỏa thuận ngừng bắn. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo là OIC đang tổ chức phiên họp thứ 48 của Hội đồng các Ngoại trưởng với hơn 600 đại diện, trong đó có Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tham dự với tư cách là khách mời đặc biệt tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Đề nghị của ông Khan được công bố vài tiếng đồng hồ sau khi Trung Quốc và Pakistan bày tỏ sự lo ngại về tác động của lệnh trừng phạt Nga. Trung Quốc không lên án Nga xâm lược mặc dù là bày tỏ sự lo lắng về tác động của cuộc chiến. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc là Li Yuqiang hôm thứ Bảy cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga ngày càng thái quá. Pakistan bỏ phiếu trắng tại kỳ họp lên án hành động gây hấn của Nga tại kỳ họp Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc tổ chức mới đây. Kính thưa quý vị, thủy thủ của Ukraine đã chặn du thuyền của Abramovich tại Thổ Nhĩ Kỳ. Siêu du thuyền thuộc quyền sở hữu của tỷ phú người Nga là chủ sở hữu câu lạc bộ túc cầu Chelsea là ông Roman Abramovich đã bị các thành viên của đội chèo thuyền Ukraine bao vây để phản đối khi cập cảng ở Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo một nguồn tin khác cho biết là du thuyền của tỷ phú Nga cập cảng Gibraltar đã bị chính quyền tại địa phương bắt giữ để tuân thủ theo lệnh cấm vận của Anh Quốc và khối Liên minh châu Âu. Lệnh trừng phạt các tài phiệt của Nga của phương Tây vì cuộc xâm lược của Ukraine của Moscow đã bị buộc các du thuyền sang trọng của họ phải di chuyển từ châu Âu đến nhiều nơi khác trong những tuần lễ gần đây, và một số hướng tới là Maldives, quốc gia không ký kết hiệp ước dẫn độ với Hoa Kỳ. Đoạn băng video của Reuters đã cho thấy tàu Asioma thuộc quyền sở hữu của Dmitrievich Bumbaski đã chủ sở hữu của công ty thép TMK neo đậu tại Gibraltar, là lãnh thổ hải ngoại của Anh Quốc ở phía nam bán đảo Iberia, đã treo cờ Malta đã bị bắt. Đây là một con tàu dài 72 mét thuộc quyền sở hữu của công ty quần đảo Virgin thuộc Anh Quốc có tên gọi là Bering. Vâng, và kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. Bảo Khanh và Trang Lương sẽ sớm quay trở lại với quý vị với những tin tức mới được cập nhật như Zelensky đòi gặp trực tiếp Tổng thống Putin hay Ukraine tái chiếm ngoại ô Kyiv và những tin tức vừa được cập nhật từ Việt Nam và tin tức cộng đồng. Xin mời quý vị đón xem. Bảo Khanh và Trang Lương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với IBC TV. Trở lại với chương trình tin tức tổng hợp thì Trang Lương xin gửi đến quý vị một tin tức mới được cập nhật là Zelensky đòi gặp trực tiếp Putin. Tổng thống Ukraine là Volodymyr Zelensky cuối ngày thứ Hai thì đã yêu cầu trực tiếp gặp Tổng thống Nga là Vladimir Putin trong các cuộc đàm phán nếu hai bên muốn đạt tới thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần một tháng qua. Zelensky trả lời cuộc phỏng vấn của các hãng tin Ukraine lặp lại lời kêu gọi đưa ra hồi đầu tháng này, nhưng Putin không chấp nhận. Zelensky đề cập đến chủ đề mà phái đoàn Nga và Ukraine đã thảo luận trong các cuộc hòa đàm gần đây. Trong đó thì có việc Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và Ukraine yêu cầu Nga rút toàn bộ lực lượng bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Zelensky nói rằng các đề nghị thỏa hiệp quan trọng sẽ được công bố để thu thập ý kiến của công chúng Ukraine trong cuộc trưng cầu dân ý, đồng thời nói thêm rằng người Ukraine sẽ không chấp nhận nội dung tối hậu thư mà Nga đã đưa ra, yêu cầu giới chức thẩm quyền Mariupol, thành phố cảng bị bao vây bởi hạ, phải hạ vũ khí đầu hàng, sau khi không ngừng pháo kích và ném bom nhiều tuần qua. Tổng thống Ukraine tuyên bố như trên vào cuối ngày thứ 26, cuộc tấn công quy mô của quân đội Nga làm hàng triệu người dân Ukraine phải di tản, hàng ngàn người thường dân thiệt mạng và hàng loạt các thành phố lớn bị san bằng. Con đường tiến của quân đội Nga dường như bị đình trệ vì sự kháng cự của Ukraine, trong khi lực lượng Nga vẫn chưa giành được quyền kiểm soát khu dân cư ở trung tâm thủ đô, và các tổ chức viện trợ nhân đạo lo ngại rằng cuộc chiến kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng đói toàn cầu. Và kính thưa quý vị, Ukraine đã tái chiếm vùng ngoại ô Kyiv. Lực lượng Ukraine vào hôm thứ Ba đã cho biết là đã chiếm lại một vùng ngoại ô chiến lược quan trọng của Kyiv, trong khi quân Nga cố siết chặt bao vây các khu vực khác gần với thủ đô. Và cuộc tấn công cảng Mariupol ở phía nam đang diễn ra với cường độ không hề suy giảm. Người dân trú ẩn tại nhà hoặc là dưới lòng đất sau khi giới chức thẩm quyền của thủ đô Kyiv đã ban bố lệnh giới nghiêm kéo dài 35 tiếng đồng hồ từ sáng thứ Tư. Vào sáng hôm thứ Ba, thì quân đội của Ukraine đã buộc lực lượng của Nga phải tháo chạy khỏi vùng ngoại ô Makariv của Kyiv sau trận chiến ác liệt. Bộ Quốc phòng của Ukraine cũng đã cho biết là đã giành lại quyền kiểm soát sao lộ quan trọng và ngăn chặn quân đội của Nga bao vây Kyiv từ phía Tây Bắc. Tuy nhiên, thì Bộ Quốc phòng của Ukraine cũng thừa nhận rằng lực lượng của Nga đang hướng tới Kyiv và có thể đánh chiếm các vùng ngoại ô ở phía Tây Bắc như là Bucha, Homosmil và Irpin. Các giới chức tình báo của Hoa Kỳ và Anh Quốc cũng đã nói rằng Kyiv vẫn là mục tiêu chính của Nga. Phần lớn thì lực lượng Moscow còn cách trung tâm Kyiv vài dặm, nhưng cũng đã bắn hỏa tiễn phá hủy các khu chung cư và một trung tâm thương mại thành một đống đổ nát vào cuối hôm Chủ nhật, đã làm cho 8 người thiệt mạng. Một viên chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng đã ước lượng là Nga đã thực hiện 300 cuộc không kích trong 2 ngày qua. Hai cô giáo bị học sinh đâm chết ở Thụy Điển. Hai cô giáo đã bị một học sinh 18 tuổi của trường trung học ở miền Nam Thụy Điển đâm chết hôm thứ Ba. Nghi can đã bị bắt để điều tra. Hai cô giáo đều ở độ tuổi 50 bị thiệt mạng sau vụ tấn công tại Malmö Latin Skola, trường trung học ở Malmö, thành phố lớn thứ Ba của Thụy Điển. Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng đã qua đời tại đây. Báo chí tại địa phương cho biết là nghi can đã gọi điện thoại khẩn cấp cho cảnh sát để nhận tội giết chết hai người. Báo chí Thụy Điển cho biết là nghi can giấu một con dao và một chiếc rìu trong người để tấn công hai cô giáo trường trung học khoảng 4 giờ chiều thứ Ba. Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo đã cho biết là Hoa Kỳ và châu Âu sắp loan báo chế tài mới lên Nga. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ cùng với các đồng minh áp đặt thêm chế tài để chống lại Nga vì đã xâm lược Ukraine và siết chặt các chế tài hiện có khi ông Joe Biden công du sang châu Âu trong tuần này. Cố vấn an ninh quốc gia là ông Jake Sullivan đã cho biết vào hôm ngày 22 tháng 3. Và trong ngày 23 tháng 3, thì Tổng thống Joe Biden cùng với Bộ Quốc trưởng Quốc phòng là Lloyd Austin đã sang Brussels, là trụ sở của NATO và Liên hiệp châu Âu, và đã họp với lãnh đạo châu Âu vào ngày 24 tháng 3. Sau đó, ông sẽ đến Warsaw để chứng tỏ sự ủng hộ với đồng minh có chung biên giới với Ukraine. Ông Sullivan cũng đã cho hay trong chuyến đi này, Tổng thống Joe Biden sẽ bàn với đồng minh những điều chỉnh dài hạn về tư thế của lực lượng NATO và loan báo hành động chung để tăng tiến an ninh năng lượng tại châu Âu, vốn trông cậy nhiều vào khí đốt của Nga. Ông Sullivan đã chia sẻ là ông sẽ có cơ hội điều phối giai đoạn viện trợ quân sự kế tiếp cho Ukraine, và ông cũng sẽ cùng với các đối tác áp đặt thêm chế tài lên Nga và siết chặt những chế tài hiện hữu để truy quét không chừa lối thoát và đảm bảo thực thi mạnh tay. Một tin tức mới cập nhật từ Việt Nam. Việt Nam có thể là Ukraine của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo như Derek Grossman của tạp chí nghiên cứu Australia Rand.org, thì giới quan sát thời sự cho rằng Đài Loan có thể là Ukraine thứ hai của khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương, vì Ukraine và Đài Loan đều là các quốc gia dân chủ xung đột với cường quốc láng giềng theo chủ nghĩa xét lại và độc tài.
Vladimir Putin lập luận rằng Ukraine không phải là quốc gia có chủ quyền, lặp lại lời của Tập Cận Bình và nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc trước đây, cho rằng Đài Loan chỉ là một tỉnh ly khai, sẽ bị thống nhất thông qua các biện pháp hòa bình, kể cả cưỡng chế khi cần. Tuy nhiên, thì Rand Duckworth cho rằng quốc gia tương tự tại Ấn Độ-Thái Bình Dương là Việt Nam, chứ không phải là Đài Loan. Việt Nam do Đảng Cộng sản độc tài cai trị đang chịu áp lực ngày càng nhiều của Trung Quốc, đặc biệt là Biển Đông. Mặc dù Trung Quốc không đe dọa xâm lược Việt Nam như Ukraine, đôi khi các cuộc tranh giao ở vùng biển giữa hai quốc gia châu Á đã diễn ra, cho thấy là Trung Quốc có thể xâm lược Việt Nam hơn là Đài Loan. Việt Nam không nằm trong liên minh an ninh với các cường quốc đều, đó là điều mà khiến cho Trung Quốc có thể tấn công mà không sợ bị trả đũa. Việt Nam như là Ukraine trước đây cũng đã bị quốc gia láng giềng tấn công. Nga chiếm Crimea năm 2014 và xâm nhập Donetsk và Luhansk của Ukraine. Tương tự thì Trung Quốc đã chiếm một phần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 và từ chối giao trả sau khi chế độ Cộng sản thống nhất đất nước. Năm 1979 thì quân đội Trung Quốc xâm lược để dạy cho Việt Nam một bài học vì đã can thiệp để lật đổ Khmer Đỏ được Trung Quốc hậu thuẫn ở Cambodia. Kính thưa quý vị, Việt Nam đã có xấp xỉ 250.000 trường hợp nhiễm trong một ngày và Nam Hàn đã hạn chế người Việt nhập cảnh. Bộ Y tế của Đảng Cộng sản Việt Nam vào hôm thứ Ba đã ghi nhận gần 250.000 trường hợp nhiễm coronavirus tại cộng đồng và ba địa điểm dẫn đầu là Hà Nội, Phú Thọ và tỉnh Nghệ An. Theo nguồn tin khác cũng đã cho hay là bắt đầu từ tuần tới, du khách từ Việt Nam đến Nam Hàn sẽ bị cách ly 7 ngày khi nhập cảnh, bất kể tình trạng tiêm chủng, vì số trường hợp nhiễm coronavirus đang tăng mạnh tại quốc gia Đông Nam Á này. Vào hôm thứ Hai, thì giới chức thẩm quyền của Seoul đã ra thông báo cho biết là kể từ ngày thứ Sáu tới, du khách của Việt Nam, Ukraine, Myanmar sẽ nhập cảnh sẽ không được miễn kiểm dịch. Nam Hàn cũng đã đồng thời buộc một số chuyến bay đến từ Việt Nam phải duy trì tỷ lệ lấp đầy không được quá 60%. Cộng đồng người Nam Hàn ở Việt Nam cũng đã phản đối quyết định trên của chính phủ Seoul và buộc nhiều người phải hủy các chuyến bay đến Nam Hàn. Theo số liệu của Seoul, thì số người Nam Hàn cư trú tại Việt Nam đã lên tới khoảng 156.000 người vào hồi năm rồi và cộng đồng ngoại quốc lớn thứ tư tại Việt Nam sau Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc. Chưa kể là có khoảng 9.000 công ty của Nam Hàn đang hoạt động tại quốc gia Đông Nam Á này. Ăn thực phẩm giàu cáp giúp người tiểu đường sống lâu hơn. Theo một kết quả của một cuộc nghiên cứu mới được công bố ngày 15 tháng 3 trên tạp chí Chuyển hóa và Nội tiết Lâm sàng, thì người ăn nhiều carb vào buổi sáng và rau xanh vào buổi tối có thể sống lâu hơn. Các nhà nghiên cứu cơ quan Trường Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân ở Trung Quốc đã khảo sát tình trạng sức khỏe của 5.000 bệnh nhân bị tiểu đường ở Hoa Kỳ suốt 11 năm, so sánh thói quen ăn uống và tỷ lệ bệnh tim mạch, cũng như tỷ lệ người qua đời, đi đến kết luận rằng người ăn rau giàu carb như khoai tây ít có nguy cơ chết vì bệnh tim. Điều này cũng đúng với người ăn ngũ cốc nguyên hạt vào buổi chiều và người ăn rau sẫm màu vào buổi tối. Ngược lại thì ăn nhiều thịt chế biến vào buổi tối có nguy cơ tử vong vì bệnh tim nhiều hơn. Kết quả cuộc nghiên cứu này cũng cho thấy là người mắc bệnh tiểu đường có tỷ lệ sống sót cao hơn nếu họ thường xuyên ăn bữa sáng nhiều hơn bữa tối. Các chuyên viên dinh dưỡng trước đó nói rằng việc bỏ bữa sáng không phải là yếu tố quan trọng đối với người theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng liên quan đến lượng đường thay đổi trong máu nhiều hơn và có thể làm giảm hiệu suất ở nơi làm việc, trường học và phòng tập thể dục. Ăn nhiều hơn vào buổi sáng và ít hơn vào ban đêm liên quan đến trọng lượng, giúp bạn tránh được thói quen ăn vặt vào ban đêm các loại thực phẩm giàu calo, ít dinh dưỡng như là khoai tây chiên và rượu. Quý vị vừa mới theo dõi bản tin cuối cùng cho phần tin tức tổng hợp buổi trưa ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và cũng xin cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Vâng, và xin được đặc biệt gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và bán bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa, thành phố Westminster, California. Số phone là 714-531-3100. Tại Gavi Avenue, thành phố Rosemead, California. Số phone là 626-999-5865. Và tại Valley Boulevard, thành phố San Gabriel, California. Số phone là 626-570-342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Xứ ngôn viên Bảo Khanh và Trang Lương xin kính chúc quý vị một ngày thật tuyệt vời và xin tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình đặc sắc của IBC TV.